Minh Vương và 7 chị gái cực phẩm, Lục Vân. Tập 31. Học viện Võ Đạo Kinh Thành. Trên sân huấn luyện ngoài trời. Long Diệp Tuyết chảy mồ hôi đầm đìa, đang tiến hành huấn luyện chạy bộ. Cô vừa nhập môn võ đạo nên chỉ có thể bắt đầu huấn luyện từ bước cơ bản nhất, chạy bộ là một trong số đó, có tác dụng tăng cường thể lực và rèn luyện ý chí. Nhưng huấn luyện viên của cô, Trịnh Dương, rõ ràng là đang cố ý nhằm vào cô. Những học viên khác đều đang nghỉ ngơi, chỉ có Long Diệp Tuyết vẫn tiếp tục huấn luyện. Mỗi lần tốc độ của Long Diệp Tuyết hơi hạ xuống thì Trịnh Dương sẽ xuất hiện sau lưng cô, giơ thước lên quất mạnh tới rồi quát, nhanh lên. Nhanh lên, duy trì tốc độ cho tôi. Chấm than, một. Thiên phú tu võ của cô là kém nhất trong tất cả các học viên của tôi, cho nên nhất định phải huấn luyện thêm. Nếu cô cảm thấy không phục hoặc là không chịu khổ nổi thì cứ nói, tôi cho phép cô nghỉ ngơi, nhưng từ ngày mai cô không cần đến nữa, chạy về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Long Diệp Tuyết rất khó chịu, mồ hôi chảy vào mắt, đường băng phía trước đã trở nên mơ hồ. Nhưng cô không kêu la một tiếng mà cắn răng kiên trì. Cô biết cơ hội này rất khó tìm được. Nhất là sau khi nhà họ Doãn rơi đài làm nhà họ Long không có chỗ dựa, Long Diệp Tuyết chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Nếu như chịu thua, nếu như mất đi cơ hội này thì vận mệnh chờ đợi Long Diệp Tuyết chính là gả cho Lâm Kiến, đám người nhà họ Long nhất định sẽ làm như vậy. Long Diệp Tuyết không cam tâm. Cho nên dù khổ đến mấy mệt mỏi đến mấy thì cô vẫn kiên trì. Mồ hôi không ngừng chảy xuống, Long Diệp Tuyết vẫn chạy dựa vào ý chí cứng cỏi đó, cho dù té xỉu trên sân huấn luyện cũng sẽ không mở miệng chịu thua. Chát! Trịnh Dương lại quất một roi vào lưng Long Diệp Tuyết, nghiêm khắc quát to, đừng biếng nhác, tăng tốc độ lên cho tôi. Nếu cả chút khổ này cũng không chịu nổi thì sau này làm sao làm nên chuyện lớn. Học viện Võ Đạo Kinh Thành không phải nơi để cô tu thân dưỡng tính, chúng tôi là môi trường nuôi trồng người tài cho võ minh. Đã đến nơi này thì nhất định phải chuẩn bị tinh thần chịu khổ chịu cực, không làm được thì cô đang làm mất mặt trường học và võ minh Long Quốc chúng ta. Nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Trịnh Dương lớn tiếng gầm rú, chỉ cần thấy Long Diệp Tuyết hơi giảm tốc độ thì lập tức không nương tay quất roi đến. Long Diệp Tuyết chỉ có thể cắn răng tiếp tục chạy. Cụ thể phải chạy bao lâu thì cô cũng không biết. Trịnh Dương là huấn luyện viên. Nếu lát nữa hắn ta phản ánh với học viện rằng thiên phú của Long Diệp Tuyết không tốt mà còn lười biếng khi huấn luyện thì cơ, hội khó khăn lắm cô mới lấy được sẽ bị lãng phí. Long Diệp Tuyết tiếp tục kiên trì, mồ hôi làm ướt nhẹp cả lưng cô. Trịnh Dương thấy vậy thì khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Sở dĩ hắn ta nhắm vào Long Diệp Tuyết đương nhiên là vì Đoạn Bằng. Hắn ta và Đoạn Bằng có quan hệ thân thích, Đoạn Bằng chịu nhục trong tay Lục Vân bao nhiêu thì trả hết lên người Long Diệp Tuyết bấy nhiêu. Trùng hợp Trịnh Dương lại là huấn luyện viên của Long Diệp Tuyết nên có thể trả đũa thay hắn ta. Hơn nữa Trịnh Dương lấy cớ huấn luyện để làm khó dễ nên cũng danh chính ngôn thuận. Cô chỉ có thể chạy. Cần răng tiếp tục chạy. Cứ chạy mãi làm Long Diệp Tuyết như xuất hiện ảo giác, cô trông thấy bên ngoài sân huấn luyện xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Là Lục Vân. Là ảo giác sao? Long Diệp Tuyết lau mồ hôi chảy xuống hốc mắt mình rồi nhìn về phía bóng dáng kia, lúc này mới nhận ra đây không phải ảo giác, thanh niên đó thật sự là Lục Vân. Lục tiên sinh đến thăm mình, cơ hội này là do Lục tiên sinh tranh thủ giúp mình không thể để anh ấy thất vọng. Ban đầu ý thức của Long Diệp Tuyết đã trở nên hơi mơ hồ, nhưng vào thời khắc trông thấy Lục Vân thì sự cứng cỏi ăn sâu trong máu lại hiện ra lần nữa. Lục Vân yên lặng nhìn mà không nói gì. Sao hắn lại không đoán ra được Trịnh Dương đang cố ý làm khó dễ Long Diệp Tuyết, sao không nhìn ra được thể lực của Long Diệp Tuyết đã tới cực hạn, hiện giờ chỉ đang dựa vào ý chí để kiên trì. Nghị lực đáng khen. Sau khi chạy thêm một vòng lớn, bước chân của Long Diệp Tuyết càng ngày càng lảo đảo. Dù ý chí của cô mạnh đến đâu nhưng cũng chỉ là một tu võ giả vừa mới nhập môn không lâu, sao có thể chịu đựng được huấn luyện nhanh chạy thời gian dài như vậy. Trịnh Dương còn đang hô hào ở đằng sau, tăng tốc. Tăng tốc, đừng để tốc độ giảm xuống. Cô muốn ăn roi nữa à? Sắc mặt Long Diệp Tuyết vốn đã đỏ bừng, nghe thấy Trịnh Dương thúc giục thì bỗng tái nhợt đi. Ý chí của cô đã đến cực hạn. Đủ rồi, nghỉ ngơi đi. Ngay khi Long Diệp Tuyết sắp chống đỡ không nổi thì một bàn tay bỗng đè vai cô lại, quay đầu thì phát hiện đó là Lục Vân. Ai cho phép cô nghỉ ngơi? Tiếp tục chạy. Lúc này giọng nói của Trịnh Dương lại vang lên ở phía sau,
vẻ mặt rất nghiêm khắc. Khi thấy rõ dáng vẻ của Lục Vân, khóe miệng hắn ta bỗng lộ ra một tia mỉa mai, tôi tưởng là ai, hóa ra là con rùa tông sư. Hiện tại Lục Vân là danh nhân. Nhất là sau trận chiến lần trước với Uông Húc đã thể hiện rõ cái gì gọi là mai rùa đen vạn năm. Vậy cũng thôi đi, Hoành Luyện tông sư luôn bị các hóa cảnh tông sư khinh bỉ, ngặt nổi Lục Vân này không coi đó là sỉ nhục mà còn rất tự hào, thật là hiếm thấy. Trịnh Dương chính là dạng hóa cảnh tông sư như vậy nên đương nhiên là rất chướng mắt Lục Vân. Nghe Trịnh Dương chào phúng, Lục Vân không tức giận mà yên lặng nhìn hắn ta và nói, Long Diệp Tuyết vừa nhập môn võ đạo, không cần thiết tiến hành huấn luyện cường độ cao như vậy. Huấn luyện coi trọng tiến hành theo thứ tự. Nếu ban đầu khó khăn như vậy thì không chỉ không đạt được hiệu quả huấn luyện mà sau này còn phản tác dụng, sẽ hao mòn ý chí của Long Diệp Tuyết. Trịnh Dương cười nhạo và nói, tôi là huấn luyện viên của Long Diệp Tuyết, tôi muốn huấn luyện thế nào? Thì huấn luyện thế đó, đến phiên con rùa tông sư là anh đến khoa tay múa chân à. Ánh mắt sắc bén của hắn ta lại nhìn về phía Long Diệp Tuyết, nghiêm nghị quát, đừng nói tôi không cho cô cơ hội, tiếp tục chạy. Sắc mặt Long Diệp Tuyết lập tức trắng bệch đi, đương nhiên cũng hiểu cơ hội mà Trịnh Dương nói đến là có ý gì. Nếu như cô không tiếp tục chạy thì Trịnh Dương nhất định sẽ phản ánh với cao tầng học viện rằng cô không phối hợp huấn luyện, đến lúc đó học viện sẽ cho cô nghỉ học. Lục tiên sinh, tôi còn có thể kiên trì. Lúc đầu Lục Vân không muốn so đo với Trịnh Dương, nhưng tên này cứ mở miệng kêu con rùa này con rùa nọ làm ánh mắt Lục Vân hơi lạnh xuống, cau mày mà nói có người nào từng nói miệng anh rất thối không? Miệng thối. Trịnh Dương nghe vậy thì trêu tức cười một tiếng, sao thế? Tôi đâm trúng nỗi đau của anh à. Tôi cho anh cơ hội để xin lỗi. Trịnh Dương thật câm nín. Biệt hiệu của Hoành Luyện tông sư trong giới tu võ chính là con rùa tông sư, đây gần như đã là sự thật được công nhận. Trịnh Dương cảm thấy mình chẳng nói sai cái gì cả. Trong mắt hắn ta thì Lục Vân chính là con rùa. Một con rùa nhát cái chỉ biết phòng thủ mà không công kích. Nói xin lỗi đi, Lục Vân lại lên tiếng. Nói xin lỗi đi. Cuối cùng mặt Trịnh Dương cũng sầm xuống, biểu cảm trở nên hơi dữ tợn, hắn ta gầm nhẹ một tiếng, nếu là rùa thì nên có giác ngộ của rùa, đừng nghĩ mình là rồng trước mặt bố mày, con mẹ nó mày hù dọa ai vậy? Chát, vừa dứt lời, trong tầm mắt của Trịnh Dương bỗng xuất hiện một bàn tay đang nhanh chóng phóng to, cuối. Cùng quất mạnh vào mặt hắn ta. Tôi bảo anh nói xin lỗi, sao anh lại không biết nắm bắt cơ hội vậy? Giọng nói lạnh nhạt của Lục Vân vang lên. Bước chân hắn đột nhiên đạp mạnh về phía trước rồi lại tát mạnh vào mặt Trịnh Dương. Chát! Lại là một cái tát vang dội. Trịnh Dương quay một vòng tại chỗ. Hắn ta ngơ ra, đầu óc vang lên ong ong. Con mẹ nó rốt cuộc hắn ta làm sao vậy? Nếu như cái tát đầu tiên của Lục Vân là đánh bất ngờ, Trịnh Dương không cẩn thận ăn đòn thì có thể hiểu được. Nhưng Trịnh Dương đã kịp phản ứng khi nhìn thấy cái tát thứ hai, sớm chuẩn bị tránh né phản kích mà vẫn ăn trọn vào mặt. Điều này không hợp lẽ thường. Tên này không phải Hoành Luyện tông sư sao? Hắn không phải chỉ biết phòng thủ không tấn công sao? Chát! Ngay lúc Trịnh Dương ngơ ra thì lại có một cái tát trong trẻo vang lên, làm một bên mặt hắn ta sưng vù đỏ rát. Lần này Trịnh Dương đã thật sự kinh hãi. Con mẹ nó đây mà là Hoành Luyện tông sư cái gì? Tại sao kình của Hoành Luyện tông sư có thể phá vỡ lá chắn hộ thể của mình, để cái tát kia đánh chính xác vào mặt mình? Gặp quỷ rồi. Nếu tôi là con rùa tông sư thì bây giờ anh là cái gì? Lục Vân mỉa mai nói một câu làm Trịnh Dương ngơ, ngác, vẻ mặt cũng trở nên rất nhục nhã. Nếu Lục Vân là con rùa thì hắn ta liên tục trúng ba cái tát của Lục Vân mà vẫn trốn không thoát thì chẳng phải còn không bằng con rùa. Trịnh Dương vô cùng xấu hổ. Xung quanh sân huấn luyện, những học viên đang nghỉ ngơi đã nghe tiếng động mà chạy đến, điều này càng làm Trịnh Dương cảm thấy nhục nhã. Sao có thể mất mặt trước nhiều học viên như vậy? Chát! Lục Vân lại tát một bạt tai thẳng vào mặt Trịnh Dương, trêu tức nói anh nhường tôi cái gì? Tôi, chát! Anh đã ăn 5 cái tát của tôi rồi, vì sao còn nhường tôi chứ? Tôi, chát! Cái thứ 6, tính tình của anh tốt như vậy sao? Bội phục bội phục! Con mẹ nó! Chát! Trịnh Dương đã nổi điên, nhịn không được mà chửi tục và chuẩn bị đánh trả Lục Vân. Nhưng hắn ta vừa hành động thì lại có một cái tát vang dội quất thẳng vào mặt mình. Lần này trực tiếp đánh bay hắn ta ra ngoài. Những học viên xung quanh phát ra tiếng trầm trồ ngạc nhiên,
sao có thể không nhìn ra giáo viên của họ đâu có nhường Lục Vân, rõ ràng là không tránh được cái tát của Lục Vân. Người này thật sự chỉ là Hoành Luyện Tông sư sao? Ánh mắt của đám học viên nhìn về phía Lục Vân đã hoàn toàn thay đổi, cả Long Diệp Tuyết cũng như thế. Trước đó họ luôn coi Lục Vân là Hoành Luyện Tông sư, hơn nữa ngày hắn đánh cược với Uông Húc cũng đã chính miệng thừa nhận. Nhưng nhìn từ biểu hiện vừa rồi thì rõ ràng không đơn giản như vậy. Hoành Luyện Tông sư nào mà hung hãn như vậy, trừ phi là con rùa thành tinh. Trịnh Dương bị một cái tát quất bay ra ngoài, ngồi bệt xuống đất thật lâu mà vẫn không thể tin được chuyện vừa xảy ra. Hắn ta không tránh được, thật sự tránh không thoát, điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ Lục Vân căn bản không phải là Hoành Luyện Tông sư mà là một hóa cảnh tông sư chân chính, đồng thời thực lực cũng cao hơn hắn ta, con mẹ nó đây là chuyện gì vậy? Lúc trước Trịnh Dương nghe Đoạn Bằng nói hắn ta bị Lục Vân đánh gãy răng thì còn chế giễu Đoạn Bằng một trận. Ai mà ngờ Trịnh Dương cũng có ngày hôm nay. Hắn ta ngồi dưới đất cố lấy lại bình tĩnh, cảm giác được ánh mắt của các học viên nhìn mình trở nên hơi quái dị, lửa giận trong lòng Trịnh Dương lại dâng lên. Họ Lục, coi như anh giỏi đấy, nếu anh có bản lĩnh như thế thì về sau tự đi dạy Long Diệp Tuyết đi, Trịnh Dương này không có tư cách dạy cô ta. Lời này vừa nói ra, gương mặt xinh đẹp của Long Diệp Tuyết lập tức thay đổi. Dạy học lý thuyết và thực lực cá nhân không thể gộp chung. Có một số người có tu vi tôn giả cảnh nhưng trình độ dạy học lại không cao, bởi vì thể chất mỗi người đều khác nhau. Lão gia tử Long Thuyên nhà họ Long là tôn giả, nhưng võ đạo của ông chỉ thích hợp cho bản thân, bảo. Ông dùng cách của mình đi dạy bảo Long Diệp Tuyết thì hiệu quả chắc chắn sẽ không như ý. Mà võ đạo học viện thì khác. Giáo viên ở nơi này có tu vi không khủng bố lắm, nhưng tri thức lý thuyết lại phong phú, có thể dựa vào tình trạng của mỗi học viên để lập nên kế hoạch huấn luyện riêng. Tương tự như vậy, cho dù Lục Vân không phải Hoành Luyện Tông sư mà là một hóa cảnh tông sư có thiên phú cực cao, nhưng cũng chỉ đại diện cho cá nhân hắn, bảo hắn đi chỉ đạo Long Diệp Tuyết huấn luyện thì hơi khó. Trên mặt Long Diệp Tuyết hiện lên một tia lo lắng. Long Diệp Tuyết hơi kinh ngạc, không rõ hàm ý trong câu nói của Lục Vân, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn không giống đang nói đùa, ngược lại còn lộ ra tự tin mãnh liệt. Một sự tự tin phát ra từ trong xương cốt. Long Diệp Tuyết tin. Một bóng người đột nhiên đi về hướng bên này, trông thấy Trịnh Dương ngồi dưới đất thì hơi sửng sốt và hỏi, thầy Trịnh, thầy đang làm gì vậy? Lâm công tử, Trịnh Dương đứng dậy, vẻ mặt trở nên rất cung kính. Người tới chính là Lâm Kiến. Gã đến gần mới phát hiện mặt Trịnh Dương vừa đỏ vừa sưng, còn để lại mấy dấu ngón tay đỏ bừng, rõ ràng là bị người ta tát, gã lập tức nghi ngờ. Ai dám tát Trịnh Dương ở nơi này? Ai có bản lĩnh tát hắn ta? Lâm Kiến liếc nhìn chung quanh một vòng, đều là học viên, chỉ có Lục Vân là cảnh giới tông sư. Nhưng Lục Vân là Hoành Luyện tông sư, không có khả năng tát một hóa cảnh tông sư chính thống như Trịnh Dương thành như vậy. Nghi ngờ trong lòng Lâm Kiến càng mạnh lên. Mãi đến khi Trịnh Dương kể lại chuyện vừa rồi thì Lâm Kiến mới không thể không tin chính là Lục Vân tát hắn ta ra thế này. Hơn nữa cả quá trình này Trịnh Dương không có sức phản kháng. Lâm Kiến cảm thấy thú vị mà nói, thì ra anh Lục không phải Hoành Luyện tông sư, thật là thâm tàng bất lộ. Anh Lục, tất cả mọi người bao gồm cả Trịnh Dương đều hơi sửng sốt. Lâm Kiến và Lục Vân thân với nhau như vậy từ khi nào, còn gọi hắn là anh Lục. Họ không phải là tình địch sao? Lục Vân cười nói ai, ẩn giấu lâu như vậy, không ngờ Vân bị mọi người phát hiện, được thôi, tôi ngả bài. Tôi không phải một Hoành Luyện tông sư. Anh Lục, Lâm Kiến lộ ra vẻ mặt chân thành mà nói, lần trước trong thăng chức bữa tiệc của Đinh viện trưởng là tôi làm không đúng, hy vọng anh tha lỗi cho. Ồ, Lục Vân nhíu mày, nói cớ sao Lâm công tử lại nói lời ấy, sao tôi nhớ lúc đó anh rất không cam tâm, còn hâm dọa muốn tìm tôi tính sổ mà. Ha ha, ai cũng có lúc hồ đồ, tôi chỉ nói nhảm thôi, sau khi trở về cha tôi đã dạy dỗ một trận làm tôi tỉnh lại. Biết mình đã làm sai trước. Lâm Kiến gượng cười mà nói, nhìn như thật sự đã tỉnh lại, chuẩn bị cười một tiếng xóa thù hận với Lục Vân. Lục Vân lặng lẽ nói, biết sai chịu sửa thì không gì tốt hơn, tôi thấy Lâm công tử là người làm chuyện lớn, tương lai nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Hy vọng như thế đi. Lâm Kiến rời mắt nhìn về phía Long Diệp Tuyết, không mang chút tạp chất mà nói, cô Long, cô chọn anh Lục là đúng, anh ta thật sự ưu tú hơn tôi. Long Diệp Tuyết không biết nên trả lời như thế nào, trong lòng cảm thấy là lạ.
Hôm nay Lâm Kiến không bình thường, trước kia mỗi lần gã nhìn thấy cô thì sẽ làm như quen thuộc mà gọi cô là Diệp Tuyết, vừa rồi lại xưng hô là cô Long. Giống như có một ngày một tên lưu manh đột nhiên biến thành quân tử. Quá giả. Lâm Kiến tiếp tục duy trì thái độ thân thiện mà quay người nói với Trịnh Dương, thầy Trịnh, anh Lục và cô Long đều là bạn của tôi, nếu giữa các người có xích mích gì thì tôi hy vọng mau chóng giải quyết. Tôi đã hiểu. Lâm Kiến là con trai của hộ pháp Võ Minh, dù trong lòng Trịnh Dương khó chịu đến mấy cũng chỉ có thể gật đầu nghe theo. Vậy tôi không quấy rầy mọi người nữa. Lâm Kiến ôn hòa lễ độ gật đầu chào hai người Lục Vân rồi rời khỏi sân huấn luyện, đi đến mép sân, tìm một băng ghế đá ngồi xuống. Trịnh Dương phức tạp liếc nhìn Long Diệp Tuyết mà nói, nếu Lâm công tử đã nói chuyện cho cô thì chuyện lúc nấy coi như bỏ qua, hôm nay cô dừng huấn luyện tại đây, nghỉ ngơi đi. Nói xong, hắn ta kiêng kỵ nhìn Lục Vân một cái rồi quay người đi về hướng Lâm Kiến. Không cần lo bị học viện đuổi học là chuyện tốt, nhưng Long Diệp Tuyết lại trầm mặc. Trong lòng mơ hồ có chút bất an. Chủ yếu là Lâm Kiến quá khác thường, chuyện gì khác thường sau lưng nhất định có âm mưu. Long Diệp Tuyết không tin Lâm Kiến đột nhiên trở nên tốt bụng như vậy. Sự thấp thỏm này kéo dài đến ngày hôm sau. Trịnh Dương nói với Long Diệp Tuyết hôm nay không tiến hành huấn luyện nhanh chạy mà chuyển qua sân Tây Phong Liệp Lang để tiến hành huấn luyện thực chiến. Vào ngày đầu tiên tiến vào Học viện Võ Đạo Kinh Thành, mỗi một học viên đều cần hiểu biết cơ bản về tình hình của học viện. Long Diệp Tuyết từng nghe nói đến sân Tây Phong Liệp Lang, đó là nơi chuyên để học viên luyện tập, muốn trở thành một tu võ giả hợp cách mà chỉ dựa vào lý thuyết và huấn luyện cơ sở là không đủ, còn cần thực chiến nữa. Sân Tây Phong Liệp Lang chính là nơi như vậy. Nhưng Long Diệp Tuyết nhớ rõ yêu cầu tiến vào sân Tây Phong Liệp Lang là tu vi đạt tới tầng 4, cũng chính là tu võ giả trung cấp. Long Diệp Tuyết chỉ vừa mới nhập môn, cả huấn luyện cơ sở còn chưa hoàn thành. Tại đến sân Tây Phong Liệp Lang là điều không hợp lý. Trịnh Dương lại giải thích là căn cơ của cô quá mỏng, nhập môn quá muộn, nhất định phải tiến hành huấn luyện đặc thù nên đi trải nghiệm ở sân Tây Phong Liệp Lang sớm hơn cũng có chỗ tốt. Trịnh Dương là giáo viên nên Long Diệp Tuyết không dám không nghe, nhưng cô vẫn hơi lo lắng, thế là báo tin này cho Lục Vân. Lục Vân nghe xong thì vừa cười vừa nói, tôi cảm thấy lời Trịnh Dương nói cũng có đạo lý nhất định, đi trải nghiệm một chút cũng không sao. Tôi tin bọn họ sẽ làm tốt biện pháp bảo hộ. Long Diệp Tuyết rất rối rắm, cứ cảm thấy chuyện này không đơn giản như thế. Lúc này Long Tê cũng bày ra dáng vẻ rất lo lắng mà nói, tôi vẫn không yên tâm về cháu Diệp Tuyết lắm, nếu như có Lục tiên sinh đi cùng thì sẽ tốt hơn nhiều. Ông ta cảm khái mà nói một câu. Long Diệp Tuyết lập tức dao động, mong đợi nhìn về phía Lục Vân, đương nhiên hy vọng hắn đi cùng cô. Trịnh Dương không cho cô cảm giác an toàn. Nhưng Lục Vân thì có. Lục Vân mang đầy thâm ý mà liếc nhìn Trịnh Dương, sau đó rời mắt đi rồi gật đầu và nói, tôi đi cùng cũng không phải vấn đề gì lớn, dù sao cũng rảnh rỗi. Anh vào được không nhỉ? Long Diệp Tuyết lo lắng hỏi. Sau khi hạ quyết tâm, Lục Vân đi theo Long Diệp Tuyết rời khỏi nhà họ Long, cùng nhau đi đến lối vào sân Tây Phong Liệp Lang. Trịnh Dương đã chờ đợi ở đây khá lâu. Trông thấy Lục Vân cùng đi qua. Hắn ta cũng không cảm thấy bất ngờ gì lắm, mà chỉ hỏi Long Diệp Tuyết, tôi cho cô thời gian nửa ngày để chuẩn bị, đã sẵn sàng tiến vào sân Liệp Lang chưa? Long Diệp Tuyết gật đầu. Trịnh Dương tiếp tục nói, sau khi tiến vào tôi sẽ ở bên cạnh chỉ đạo cô, cho nên không cần quá lo lắng, nếu cảm thấy mình không chịu nổi thì cứ lên tiếng, tôi sẽ cứu cô. Sau khi cho Long Diệp Tuyết một liều thuốc an thần thì Trịnh Dương ra hiệu cho thủ vệ của sân Liệp Lang mở cửa sắt ra. Long Diệp Tuyết do dự hỏi, Trịnh lão sư, có thể để Lục tiên sinh đi theo giúp tôi không? So với Trịnh Dương, cô càng hy vọng người đi theo. Cô chính là Lục Vân. Trịnh Dương liếc nhìn Lục Vân, lộ vẻ khó xử, cái này tôi không làm chủ được, tôi chỉ là một giáo viên mà thôi, chỉ có thể phụ trách học sinh của mình. Nếu cô Long muốn anh Lục đi cùng thì vào chung đi, dù sao cũng không phải chuyện gì to tát. Trịnh Dương vừa dứt lời thì tiếng nói của Lâm Kiến đột nhiên vang lên ở phía xa. Vị công tử nhà họ Lâm này vẫn mang theo nụ cười ấm áp như hôm qua, chậm rãi đi về hướng bên này, tôi cũng chuẩn bị đi vào luyện tập, gặp mọi người cũng trùng hợp thật. Trùng hợp, Lục Vân nghiền ngẫm cười cười. Chỉ sợ không phải trùng hợp, mà là cố ý dàn xếp. Thôi, Long Diệp Tuyết còn chưa hoàn thành huấn luyện cơ sở mà đã bị Trịnh Dương gọi tới đây tiến hành thực chiến. Lại vừa vặn gặp Lâm Kiến tới đây luyện tập,
có chuyện trùng hợp như vậy sao? Có lẽ ý tưởng Bảo Long Diệt Tuyết đến thực chiến cũng do Lâm Kiến bày ra. Thật là mánh khóe vụng về. Vụng về đến mức cả Long Diệt Tuyết cũng phát giác khác thường. Từ hôm qua cô đã cảm thấy Lâm Kiến không thích hợp, hôm nay lại trùng hợp, gặp gã như thế, Long Diệt Tuyết có thể xác định 100% là lát nữa vào sân. Liệp Lang, Lâm Kiến nhất định sẽ không an phận. Long Diệt Tuyết bắt đầu nổi trống lui quân, biết mình không có khả năng đấu lại Lâm Kiến, đừng để lát nữa lại liên lụy cả Lục tiên sinh. Long Diệt Tuyết vừa muốn mở miệng nói không đi vào lại bị Lục Vân giành trước một bước mà nói, Lâm công tử nói không sai, thật là trùng hợp, có lẽ cái này gọi là duyên kết bạn, hay chúng ta cùng đi vào đi. Lời này rất đúng ý của Lâm Kiến, gã cười trả lời, chỉ cần anh Lục không chê thì tôi không có vấn đề gì. Lâm công tử là con trai của hộ pháp, tôi nịnh bợ còn không kịp, sao dám ghét bỏ chứ? Lục Vân nói, địa vị của Lâm Kiến cao hơn Trịnh Dương rất nhiều. Trịnh Dương không có quyền để Lục Vân đi vào, nhưng Lâm Kiến thì được, những thủ vệ kia cũng không dám cản trở. Những con sói này có một phần sống ở địa phương, có một phần là võ minh bắt tới từ nơi khác, đều chưa trải qua thuần hóa nên khó sửa đổi bản tính khát máu. Rất nhiều thành viên võ minh và học viên học viện võ đạo đều thích tới đây tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Lâm Kiến đề nghị, anh Lục, không bằng chúng ta thi xem lát nữa ai săn giết càng nhiều sói. Coi như một trận tranh tài giải trí, thế nào? Không thành vấn đề, Lục Vân không cần nghĩ ngợi mà gật đầu chấp nhận. Lâm Kiến đưa ra một vòng tay công nghệ cao mà dò hỏi, cần đeo vòng tay kiểm tra không? Bình thường người tới sân Liệp Lang tham gia thực chiến không thiếu hóa cảnh tông sư, nhưng đến trình độ hóa cảnh thì đàn sói hung hãn đến mấy cũng khó tổn thương được bọn họ. Sau khi nội kình phóng ra ngoài thì đám sói kia đã không cắn xé được lá chắn hộ thân của họ nên tất nhiên cũng mất đi hiệu quả huấn luyện. Thế là võ minh phát minh ra vòng tay công nghệ cao. Có thể kiểm tra nội kình này. Sau khi đeo nó vào, chỉ cần cảm ứng được nội kình chấn động thì trên vòng tay sẽ có đèn đỏ sáng lên, đồng thời phát ra tiếng nhắc nhở, như vậy có thể làm người đeo vô thức khống chế lại nội kình. Lục Vân nhận lấy vòng tay rồi không chút nghi ngờ đeo nó lên cổ tay của mình. Một tiếng nhắc nhở điện tử lập tức vang lên, tu vi của người đeo, hóa cảnh trung kỳ. Lục Vân bày ra vẻ mặt kinh ngạc mà nói, sao cái vòng tay này còn có chức năng thông báo bằng giọng nói. Thật có lỗi, tôi quên nói trước, nếu anh Lục cảm thấy bị mạo phạm thì tôi xin lỗi. Lâm Kiến nói xin lỗi, âm tình lại hết sức phức tạp. Đương nhiên gã cố ý làm vậy, mục đích là vì thăm dò cảnh giới của Lục Vân. Lục Vân này quá quỷ dị. Trước đó đánh hòa nhau với Uông Húc để lộ thân phận Hoành Luyện Tông Sư, nhưng hôm qua hắn liên tục tát Trịnh Dương mấy cái lại cho thấy hắn không chỉ là Hoành Luyện Tông Sư. Lâm Kiến cảm thấy rất hoang mang nên đã mượn vòng tay kiểm tra nội kình để đo ra cảnh giới thật sự của Lục Vân, là hóa cảnh trung kỳ, vậy lúc trước làm sao hắn lại bất phân thăng bại với Uông Húc có sức chiến đấu ngang với hóa cảnh đỉnh phong. Lâm Kiến không tiện hỏi ra vấn đề này, Lục Vân thấy Lâm Kiến muốn nói lại thôi thì thầm cười lạnh một tiếng. Nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra dị thường gì. Cảnh giới Lâm Kiến nghe được là cái Lục Vân muốn để gã nghe, loại vòng tay công nghệ cao này kiểm tra nội kình rất chính xác, nhưng lại không kiểm tra ra chân khí được. Lục Vân muốn để nó thông báo bao nhiêu thì thông báo bấy nhiêu. Anh Lục, đợi lát nữa anh chuẩn bị dùng tay không săn giết đàn sói sao? Lâm Kiến bỗng mở miệng hỏi. Tôi không quen dùng binh khí. Để công bằng thì tôi cũng dùng tay không đi. Đáng tiếc tôi còn cố ý mang đao Hàn Nguyệt này qua để rèn luyện đao pháp. Trong tay Lâm Kiến vẫn luôn cầm một thanh loan đao hình trăng khuyết có hoa văn tỉnh xảo, dường như cố ý khoe khoang trước mặt mọi người nên gã rút đao ra khỏi vỏ, để lộ ra thân đao rét lạnh sắc bén. Vèo! Lâm Kiến cầm chuôi đao đi qua một bên, không tốn chút sức nào đỡ chém một tảng đá thành hai mảnh, có thể thấy được mức độ sắc bén của nó cao đến mức nào. Nếu anh Lục không sử dụng binh khí thì tôi cũng không dùng đao Hàn Nguyệt này, tuy nói là thi đấu giải trí, nhưng cũng phải công bằng công chính, đúng không anh Lục? Hai người nói xong liền đi vào sâu trong sân Tây Phong Liệp Lang. Long Diệt Tuyết mờ mịt. Hôm nay không phải mình tới tham gia thực huấn sao? Không phải Lục tiên sinh nói muốn bảo vệ mình sao? Sao đột nhiên lại bắt đầu thi đấu giải trí với Lâm Kiến vậy? Long Diệt Tuyết còn chưa kịp phản ứng thì bóng dáng của hai người đã biến mất trong tầm mắt. Trịnh Dương hỏi, cô muốn lập tức bắt đầu huấn luyện thực chiến hay là chờ Lục Vân trở về? Nếu như bắt đầu bây giờ,
Tôi dẫn cô đi đến khu vực ít sói để lập tức bắt đầu huấn luyện, nếu như muốn chờ Lục Vân thì đợi thêm 20 phút. Long Diệc Tuyết không hề nghĩ ngợi đã thốt lên, tôi sẽ chờ Lục tiên sinh trở về. Từ khi Trịnh Dương nói để cô tới tham gia huấn luyện thực chiến thì Long Diệc Tuyết vẫn lo lắng bất an, vừa rồi Lục Vân ở bên cạnh còn đỡ, cảm giác đủ an toàn. Nhưng Lục Vân vừa rời đi thì cô liền hoảng. Đừng hy vọng xa vời Trịnh Dương sẽ bảo vệ mình, là bởi vì người này đứng đó nên Long Diệc Tuyết mới cảm thấy càng hoảng hốt. Cô hy vọng Lục Vân tranh thủ trở về. Trịnh Dương như đã sớm lường trước đáp án này nên cũng không thúc giục Long Diệc Tuyết, mà lạ thường là đợi cô thêm 20 phút. Giờ phút này, sâu trong sân Liệp Lang, cành lá rậm rạp, thỉnh thoảng có thể trông thấy một ít dấu vết của sói và hài cốt động vật trên mặt đất. Phía trước rì rào lay động, mơ hồ có tiếng gầm truyền đến. Rất nhanh hai người đã rơi vào vòng vây của đàn sói. Cuộc đi săn bắt đầu. Lâm Kiến cười lạnh một tiếng rồi dẫn đầu vọt đến đàn sói, dù không sử dụng đao Hàn Nguyệt nhưng nắm đấm của gã vẫn rất có lực công kích, quyền thứ nhất đã đánh bay một con sói hung ác ra ngoài. Một con, hai con, ba con, chấm chấm chấm. Hiển nhiên Lâm Kiến không phải lần đầu tiên đối mặt với đàn sói, mỗi một quyền đều có thể đánh trúng nhược điểm của chúng, gã không tốn chút sức lực đã đánh xuyên qua đàn sói. Đồng thời còn có thể phân tâm quan sát động tĩnh của Lục Vân. Khi nói chuyện, gã đã cấp tốc lấy đao Hàn Nguyệt đeo bên hông xuống rồi ném về hướng Lục Vân. Dưới tình huống này, dù là ai thì não cũng không kịp suy nghĩ mà sẽ theo bản năng đưa tay đón lấy đao Hàn Nguyệt. Nhưng Lục Vân đã sớm nhận ra rồi. Phải nói là hắn chưa bao giờ không đề phòng cả. Từ hôm qua nhìn thấy Lâm Kiến thì Lục Vân đã không tin hắn thật sự chịu hóa thù thành bạn với mình. Hôm nay lại gặp nhau ở sân Liệp Lang này càng khẳng định suy nghĩ trong lòng Lục Vân. Cho nên Lục Vân không từ chối việc Lâm Kiến đưa ra ý kiến tiến hành một tranh tài, hắn chỉ muốn xem Lâm Kiến này muốn chơi trò gì. Vừa rồi Lâm Kiến đang quan sát Lục Vân, kỳ thật Lục Vân cũng luôn để ý gã. Khi Lâm Kiến tháo đao Hàn Nguyệt xuống thì Lục Vân đã phản ứng lại, nhưng hắn vẫn giả bộ vô ý đưa tay đón lấy thanh đao Hàn Nguyệt ném qua. Thấy hắn như thế, rốt cục khóe miệng Lâm Kiến cũng lộ ra một nụ cười xảo trá, đột nhiên quỷ dị mà đập một tay vào ngực của mình. Phốc, Lâm Kiến phun một ngụm máu ra rồi quát ầm lên, Lục Vân, uổng cho tôi coi anh là anh em, anh dám. Giết người cướp của. Tiếng giống vừa vang lên, gã quay người chạy ra bên ngoài, trên đường đi vẫn không quên xé nát quần áo trên người để ngụy trang thành dáng vẻ hoảng hốt chạy bừa. Nhìn bóng lưng Lâm Kiến, Lục Vân đã hiểu. Hóa ra là trò này. Khó trách trước đó không hiểu sao Lâm Kiến lại khoe khoang đao Hàn Nguyệt của mình ở bên ngoài. Mục đích là để nói cho người khác biết gã có một bảo vật chém sắt như chém bùn. Như vậy thì Lục Vân, giết người cướp của, sẽ hợp lý hơn rất nhiều. Không thể không nói đây là một trò hay, Lục Vân thật lòng rất bội phục, kỹ thuật diễn này có thể ngang tay với đại mỹ nhân minh tinh là chị Lục của mình. Lục Vân vuốt vuốt đao Hàn Nguyệt trong tay, cười lạnh và nói, nếu anh muốn chơi thì tôi sẽ chơi thật vui với anh. Hắn không vội không chậm rời khỏi sân Liệp Lang. Trở lại bên ngoài, từ xa hắn đã nghe thấy hai tiếng tranh chấp. Chỉ nghe Long Diệc Tuyết nói, không có khả năng, Lục tiên sinh tuyệt đối không phải người như vậy, anh nhất định đang vu oan cho người khác. Hiển nhiên Lâm Kiến đã chuẩn bị kỹ lời kịch, gã đã kể lúc Lục Vân đang săn giết đàn sói thì đột nhiên ra chiêu hiểm muốn cướp đi đao Hàn Nguyệt trên người gã. Vu oan, cô xem cho kỹ vết thương trên người tôi đi, là thằng Lục Vân kia đánh, làm sao tôi nói xấu hắn chứ? Lâm Kiến vẫn chắc chắn rằng Lục Vân muốn giết người cướp của. Long Diệc Tuyết lớn tiếng chất vấn, vừa rồi hai người đi vào chung với nhau, nếu như anh xảy ra chuyện thì Lục tiên sinh sẽ không tránh khỏi nghi ngờ, đạo lý đơn giản như vậy làm sao Lục tiên sinh không hiểu được chứ? Nếu Lục Vân thật sự muốn giết người cướp của thì nhất định sẽ không chọn lúc này, bởi vì một khi Lâm Kiến xảy ra chuyện thì Lục Vân là đối tượng hoài nghi trọng điểm. Lấy được đao Hàn Nguyệt thì thế nào, vẫn bị Lâm Chấn Nghiệp chơi chết thôi. Lục Vân không có khả năng làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Cho nên Lâm Kiến có trăm ngàn chỗ hở. Nhưng Lâm Kiến vẫn hừ lạnh một tiếng và nói, cái này ai biết được, có lẽ thằng danh đó trông thấy bảo bối như đao Hàn Nguyệt liền mất đi lý trí thì sao? Cô không phải hắn thì làm sao kết luận hắn không giết người cướp của chứ? Chỗ hở. Quan trọng sao? Quan trọng sao? Quan trọng sao? Tuyệt đối không quan trọng.
Lục Vân đứng xa xa đã nghe thấy tiếng họ tranh chấp, hắn chậm rãi đi tới. Vào thời khắc trông thấy hắn, Lâm Kiến lộ ra tia hung ác mà giận dữ hét, hung thủ ra tới, có trông thấy không, trong tay hắn còn cầm đao Hàn Nguyệt của tôi nói hắn giết người cướp của có sai sao? Nếu không phải vừa rồi tôi chạy trốn kịp thời thì nhất định đã chết trong tay thằng danh này rồi. Trịnh Dương, thầy mau đi thông báo cho thủ vệ của sân Liệp Lang, gọi Ngô lão tới đây, thằng danh này không dễ đối phó đâu. Lâm Kiến nói xong thì Trịnh Dương cấp tốc rời đi. Long Diệp Tuyết thì bước nhanh về hướng Lục Vân với vẻ mặt rất kiên định, Lục tiên sinh, tôi tin tưởng anh. Lục Vân khẽ gật đầu rồi không nói gì. Chờ. Lâm Kiến đang chờ. Lục Vân cũng đang chờ. Một lát sau, Trịnh Dương không phải trở về một mình mà còn mang viện binh đến đông đảo thủ vệ của sân Tây Phong Liệp Lang và một ông lão áo vải có khí tức bất phàm. Đó là Ngô Thụy, người phụ trách sân Tây Phong Liệp Lang. Có người giết người cướp của ở sân bãi của ông ta, Ngô Thụy nhất định không thể ngồi xem không để ý tới. Sân Liệp Lang là nơi huấn luyện thực chiến, ngẫu nhiên có thương vong là không thể tránh được, nhưng nghiêm lệnh cấm tàn sát lẫn nhau, dù có chuyện này xảy ra cũng không để lại dấu vết. Sợ chính là giết người cướp của không triệt để như Lục Vân, tất nhiên nên chịu trừng phạt. Ngô Thụy là đến để chế tài Lục Vân. Vừa rồi trên đường đi ông ta đã hiểu rõ mọi chuyện từ lời kể của Trịnh Dương. Khó có thể tưởng tượng thằng danh tên Lục Vân này dám gan to bằng trời ra tay với công tử của Lâm Hộ Pháp. Thật là tội ác tày trời. Ngô lão, chính là thằng danh kia, đao Hàn Nguyệt của tôi còn nằm trong tay hắn, ngài nhất định phải chủ trì công đạo cho tôi. Thấy viện binh chạy tới, Lâm Kiến tức giận lên án, trong lòng lại liên tục cười lạnh. Lần trước trong thăng chức bữa tiệc của Đinh Văn Hoành là gã khiêu khích trước, nếu lúc ấy giết Lục Vân thì khó tránh khỏi sẽ bị người ta gièm pha. Nhưng lần này thì khác. Lần này là Lục Vân giết người cướp của trước, Lâm Kiến có đủ lý do để giết hắn. Đúng vậy. Chính là Lục Vân giết người cướp của trước. Dù có nhiều chuyện mọi người đều hiểu trong lòng, những người bên ngoài cũng có thể suy đoán ra đây là cái bẫy của Lâm Kiến, mục đích là vì trả thù lần trước Lục Vân bất kính với gã. Nhưng không quan trọng. Quan trọng là Lâm Kiến khẳng định Lục Vân giết người cướp của thì hắn là giết người cướp của. Ánh mắt Ngô Thụy lạnh như băng như một đôi xiềng xích vô tình tập trung vào Lục Vân, uy nghiêm nói, Lục Vân, Lâm công tử nói cậu muốn giết người cướp bảo vật, cậu có nhận tội này không? Lời từ một phía, vẻ mặt Lục Vân vẫn như thường, cầm đao Hàn Nguyệt trong tay mà vứt nghiêng xuống đất rồi chậm rãi nói, nếu tôi nói thanh đao rác rưởi này là Lâm Kiến mình ném cho tôi, mục đích là vì vu khống thì ông có tin không? Thanh đao rác rưởi. Lâm Kiến giận dữ nói, đao Hàn Nguyệt là cha tôi tặng. Dù phẩm chất không bằng kiếm Uông Húc, nhưng cũng không kém bao nhiêu, anh lại dám nói nó là rác rưởi. Lục Vân không để ý đến gã mà yên lặng nhìn chăm chú vào Ngô Thụy, hỏi lại ông có tin hay không. Ánh mắt Ngô Thụy lấp lóe. Giây lát sau, mặt ông ta lạnh đanh lại và nói, cậu nói Lâm công tử vu khống cậu, có chứng cứ không? Không có. Nếu không có chứng cứ thì cậu bảo tôi tin như thế nào? Lục Vân dừng một chút. Nghĩ thầm thật là càng ngày càng thú vị, thế là mở miệng nói, Lâm Kiến nói tôi giết người cướp của cũng chỉ là lời nói một phía thôi, sao ông không đòi chứng cứ của hắn? Ngô Thụy nhìn về phía Lâm Kiến, rất nhanh lại rời mắt đi rồi khóa chặt Lục Vân lần nữa. Trước khi đến tôi đã hiểu sơ qua tình hình, vết thương trên người Lâm công tử là do đao Hàn Nguyệt gây nên, lại trùng hợp rơi vào tay cậu, cho nên con mẹ nó ông đừng có nói nhảm nhiều như vậy. Muốn làm gái cũng đừng giả vờ giả vịt lập đền thờ trinh tiết gì. Lục Vân không khách sáo mà cắt ngang lời Ngô Thụy nói. Sao hắn lại nhìn không ra Ngô Thụy này đâu phải muốn xem ai đúng ai sai, rõ ràng là muốn tìm lý do để yên tâm thoải mái mà đối phó mình thôi. Đây không phải là hành vi làm gái còn lập đền thờ trinh tiết sao? Lục Vân lười nói nhảm với ông ta tiếp. Trước đó nói nhiều như vậy chỉ muốn thăm dò xem rốt cuộc Ngô Thụy này có phải người hiểu chuyện hay không. Hiện tại xem ra là không phải. Thất vọng, Lục Vân cực kỳ thất vọng. Gương mặt Ngô Thụy âm trầm, bỗng quát chói tai một tiếng, làm càn. Hiện tại tôi có lý do tin tưởng Lâm công tử nói không sai, cậu là muốn giết người cướp của. Nghe thấy lời này, Lục Vân cười. Thật buồn cười. Ông ta kiên định mà chụp cái mũ này lên đầu mình chỉ vì mình chống đối lại một câu. Quả nhiên là cùng một ruột. Lục Vân không giải thích nữa mà hơi nhíu mày, hỏi, sau đó thì sao?
Sau đó, Ngô Thụy hừ lạnh một tiếng, khí tức càng ngày càng lạnh lẽo, đột nhiên nhanh chân đi về hướng Lục Vân, hiên ngang chính nghĩa mà nói, tất nhiên là lấy lại công bằng cho Lâm công tử. Dọi cho một câu lấy lại công bằng, nụ cười trên khóe miệng Lục Vân càng ngày càng tươi. Đây vốn là một nụ cười thương hại, nhưng trong mắt mọi người chung quanh nó lại giống như cười khổ, cười bất đắc dĩ. Long Diệp Tuyết lòng nóng như lửa đốt, vội giải thích tiền bối, chuyện này không phải như ngài nghĩ đâu, tôi cảm thấy phải điều tra chân tướng ra trước mới quyết định. Không phải Long Diệp Tuyết ngây thơ, cô cũng nhìn ra kỳ thật Ngô Thụy là cùng một bọn với Lâm Kiến, nhưng cô vẫn muốn giãy giụa lần cuối. Cô không thể trơ mắt nhìn Lục Vân chết ở chỗ này. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, Ngô Thụy căn bản không coi Long Diệp Tuyết ra gì, ông ta hừ lạnh một tiếng và nói, nơi này không đến phiên thứ đàn bà là cô lên tiếng, không muốn chôn cùng với thằng danh này thì cút qua một bên cho tôi. Lâm Kiến thấy cảnh này thì cười lạnh đắc ý. Mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng gã muốn, hơn nữa còn thuận lợi đến lạ thường. Chủ yếu là Lục Vân không có não phối hợp quá tốt. Dù là Bảo Long Tề ám chỉ hắn đến sân Tây Phong Liệp Lang hay là kêu hắn tiến hành thi đấu với mình, cuối cùng là dụ hắn rơi vào cái bẫy, giết người cướp của, này, Lục Vân vẫn luôn phối hợp quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến mức Lâm Kiến không dám tin tưởng. Không phải thằng danh này rất ngông cuồng sao? Quả nhiên người quá ngông cuồng thì não cũng nhỏ, Lục Vân hoàn toàn là một tên mãng phu. Hiện tại chuyện Lâm Kiến cần làm chính là chờ. Chờ Ngô Thụy đánh cho Lục Vân gần chết thì Long Diệp Tuyết nhất định sẽ cầu xin cho hắn, đến lúc đó quyền chủ động sẽ hoàn toàn rơi vào tay Lâm Kiến. Mà thời khắc đó sắp đến. Ngô Thụy đã ra tay, cuồng phong càn quét qua đẩy Long Diệp Tuyết đứng bên cạnh Lục Vân lui ra ngoài, cô như cành liễu yếu ớt lắc lư kịch liệt trong bão táp, có thể bị bẻ gãy vào bất cứ lúc nào. Long Diệp Tuyết còn muốn kề vai chiến đấu với Lục Vân, nhưng lúc này bên tai chợt vang lên giọng nói bình tĩnh thản nhiên của Lục Vân, cô Long. Không cần như thế, cô cứ đứng bên cạnh xem kịch là được. Long Diệp Tuyết sững sờ rồi quay đầu lại nhìn Lục Vân. Gương mặt bảnh trai không mất kiên nghị kia vẫn bình chân như vậy, cứ như không chút sợ hãi khi đối diện với Ngô Thụy. Đây là biểu hiện của sự tự tin. Nhưng Ngô Thụy là tôn giả, hơn nữa còn là tôn giả cảnh trung kỳ, còn mạnh hơn ông nội cô rất nhiều. Đến tôn giả cảnh thì chênh lệch giữa mỗi một tiểu cảnh giới đều như cách biệt một trời. Một vị cường giả tôn giả cảnh trung kỳ có thể dễ dàng nghiền ép 10 vị tôn giả cảnh sơ kỳ. Long Diệp Tuyết không rõ tại sao Lục Vân lại bình tĩnh như vậy. Nhưng cẩn thận nhớ lại thì hình như từ khi quen biết Lục Vân, cô chưa bao giờ thấy hắn lộ ra vẻ mặt hoảng hốt sợ hãi. Lần trước gặp phải tôn giả cảnh thần bí ở nhà họ Long cũng thế, Lục Vân căn bản không có chút e ngại nào cả. Chắc là Lục tiên sinh còn có lá bài tẩy nào đó. Trong lòng Long Diệp Tuyết bỗng hiện ra một suy nghĩ to gan. Lần trước ở nhà họ Long, Doãn Thu Thủy đột nhiên xuất hiện dọa lui tôn giả cảnh thần bí kia nên chưa thể nhìn thấy át chủ bài chân chính của Lục Vân. Lần này rốt cục có cơ hội chứng kiến rồi sao? Tâm tình Long Diệp Tuyết nhiều lần thay đổi, từ lo lắng lúc đầu biến thành một loại chờ mong. Cô có dự cảm mãnh liệt rằng Lục tiên sinh còn có một át chủ bài nào đó cực mạnh làm hắn không hề e sợ Ngô Thủy. Cho nên sau khi Lục Vân mở miệng, Long Diệp Tuyết chỉ do dự một chút rồi ngoan ngoãn rời khỏi vòng xoáy đó, nhẹ giọng nhắc nhở một câu, Lục tiên sinh cẩn thận. Lục Vân khẽ gật đầu. Lúc này Ngô Thụy đã tới gần, khí tức kinh khủng chèn ép mọi người ở đây thở không nổi, trái tim như muốn ngừng đập vào bất cứ lúc nào. Lục Vân, kiếp sau mở to mắt làm người. Ngô Thụy bày ra bộ dạng nghiễm nhiên đã ăn chắc được Lục Vân. Lục Vân cảm nhận được biến hóa khí thức của Ngô Thụy nên khóe miệng lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, lão già này thật là tự tin, nếu ông đã coi khinh tôi như vậy thì hôm nay để ông xem thử thế nào là bá đạo thật sự. Lục Vân dùng một tay rút đao Hàn Nguyệt cắm nghiêng trên mặt đất ra, ngón tay lướt qua lưỡi đao rét lạnh, cười lạnh và nói, loại rác rưởi này cũng được các người gọi là bảo bối, buồn cười. Tiếng nói vừa dứt, Lục Vân cong ngón tay búng ra, sau đó một tiếng răng rắc vang lên. Chỉ thấy đao Hàn Nguyệt được Lâm Kiến coi là bảo bối bắt đầu vỡ vụn từng mảnh từ chuôi đao rồi lan thẳng đến mũi đao. Thứ rác rưởi này cũng xứng để tôi giết người cướp của sao? Lục Vân hét lớn một tiếng, vô cùng bá đạo mà hất đao Hàn Nguyệt đầy vết dạn qua bên cạnh, ngay lập tức vô số mảnh đao đã nát cắm vào bùn đất, còn chuôi đao tàn tạ không chịu nổi đã đâm vào mặt đất. Đao Hàn Nguyệt, nát. Đồng tử của mọi người co rụt lại, nhất thời không thể kịp phản ứng.
Ngô Thủy cũng như thế. Tu vi của ông ta là tôn giả cảnh trung kỳ, rất mạnh, nhưng muốn nhẹ nhàng trấn vỡ Đao Hàn Nguyệt như vậy là không có khả năng. Tại sao Lục Vân làm được? Soạt. Ngay vào lúc Ngô Thủy kinh ngạc thì một bóng dáng nhanh đến cực hạn đã lập tức đi đến trước mặt ông ta. Là Lục Vân. Lục Vân chủ động phát động công kích. Hơn nữa hắn vừa ra tay đã mang theo khí thế khủng bố như lôi đình, không đến nửa hô hấp đã xé lốc xoáy trước người Ngô Thủy thành mảnh nhỏ. Lấy lại công bằng ngà. Ngô Thủy còn chưa kịp phản ứng thì một giọng nói lạnh buốt đã nổ vang bên tai, ngay sau đó ông ta cảm thấy cổ mình bị một sức mạnh vô cùng bá đạo xách lên. Oanh! Ngô Thủy lập tức lơ lửng trên không, lùi nhanh ra ngoài bằng tốc độ khó mà tin nổi, cuối cùng thì đụng mạnh vào một cây cổ thụ che trời. Mà cổ của ông ta đang bị một cánh tay cứng rắn như kìm sắt đè mạnh lên thân cây, cả người lơ lửng không thể động đậy. Trên cổ tay đó còn đeo một cái vòng kiểm tra công nghệ cao, nó không phát ra tiếng vang nào cả. Điều này chứng tỏ Lục Vân không sử dụng nội kinh. Vậy sức mạnh kinh khủng mà hắn bùng nổ ra là cái gì chứ? Chẳng lẽ? Ngô Thủy thở càng ngày càng gấp, sắc mặt đỏ bừng lên, cả đôi mắt cũng bắt đầu xung huyết đỏ lên, nhưng ông ta như quên đi tình cảnh của mình. Toàn thân ông ta đã bị sợ hãi vô tận bao phủ và cắn nuốt. Vòng kiểm tra nội kinh không sáng lên chứng tỏ Lục Vân căn bản không phải là tu võ giả, mà là tu luyện giả đã vượt ra khỏi ràng buộc của thế tục và giới tu võ. Lâm Kiến đáng chém ngàn đao. Cậu muốn chết còn kéo tôi xuống nước làm gì? Trong lòng Ngô Thủy điên cuồng gào thét, sắc mặt càng ngày càng đỏ, thở cũng càng ngày càng gian nan. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 31.